Xin kính chào quý vị khán giả. Thục Anh rất hân hạnh được đồng hành và gửi đến quý vị những thông tin nóng hổi nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Thời gian qua, các vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên tiếp xảy ra trên cao tốc Cam Lộ La Sơn - Hòa Liên, làm chết và bị thương nhiều người. Vụ việc gần đây nhất vào tối 10 tháng 3 khiến hai vợ chồng sắp cưới thiệt mạng. Ngay khi nhận tin, Thủ tướng đã chỉ đạo gửi lời thăm hỏi và chia buồn sâu sắc tới gia đình nạn nhân tử vong, yêu cầu lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế và công an tới hiện trường để khắc phục hậu quả. Thủ tướng yêu cầu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ đạo cứu chữa người bị nạn, hạn chế thấp nhất các tổn thất về người và tài sản của người dân, tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong. Chủ tịch tỉnh trực tiếp chủ trì hội nghị đánh giá nguyên nhân, triển khai giải pháp khắc phục tồn tại bất cập, đồng thời khẩn trương làm rõ vi phạm của tổ chức, cá nhân có liên quan khi liên tiếp để xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn. Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Thừa Thiên Huế khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn và xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm quy định gây ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng nêu trên. Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo Cục Đường bộ Việt Nam rà soát và tăng cường tổ chức giao thông hợp lý trên tuyến cao tốc Cam Lộ La Sơn Hòa Liên và các tuyến cao tốc quốc lộ trọng yếu, nhất là các tuyến cao tốc chỉ có hai làn xe hoặc không có làn dừng khẩn cấp. Bộ Giao thông Vận tải phải làm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc chưa thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng tại các công điện về đảm bảo an toàn giao thông dẫn đến tiếp tục xảy ra tai nạn. Rạng sáng 23 tháng 1, chiếc xe khách lưu thông trên cao tốc La Sơn Hòa Liên bất ngờ leo xuống vực khiến hai người chết, nhiều người bị thương. Đến ngày 18 tháng 2, trên cao tốc Cam Lộ La Sơn tiếp tục xảy ra vụ tai nạn giữa xe con và xe đầu kéo, khiến 3 người trên xe con thiệt mạng. Vào 19h40 ngày 10 tháng 3, ô tô khách 40 chỗ va chạm với xe tải đang dừng đổ bên đường trên cao tốc Cam Lộ La Sơn. Cú va chạm khiến 2 người trên xe khách thiệt mạng, 3 người bị thương, 6 người phải điều trị phục hồi tinh thần. Thực tế, an toàn giao thông không đến từ một phía. Hạ tầng giao thông có tốt đến mấy mà ý thức của người tham gia giao thông chưa tốt, tai nạn vẫn luôn trực chờ. Nhìn lại vụ tai nạn xảy ra vào tối 10 tháng 3 vừa qua trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho rằng vụ việc hoàn toàn do lỗi của lái xe, không liên quan đến hạ tầng. Lái kiểu này, đường 10 làn vẫn tai nạn như thường. Không khó để thấy hình ảnh phóng nhanh vượt ẩu của các lái xe trên các tuyến cao tốc. Con số chỉ trong nửa tháng đầu năm 2024, qua tuần tra, kiểm soát, Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng đã xử lý gần 70 trường hợp vi phạm tốc độ trên cao tốc La Sơn - Túy Loan, đã phần nào chứng minh cho điều này. Trong 7 ngày Tết Giáp Thìn, các đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc, Cục Cảnh sát Giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 843 trường hợp vi phạm, phạt tiền 1,11 tỷ đồng, tước giấy phép lái xe 401 trường hợp, tạm giữ 99 phương tiện. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng phát hiện 1.014 trường hợp vi phạm qua hệ thống camera giám sát, lập biên bản 75 trường hợp, đã gửi thông báo vi phạm 939 trường hợp. Từ ngày 18 tháng 2 đến hết ngày 23 tháng 2, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 4 đã lập biên bản đối với 33 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên cao tốc Cam Lộ La Sơn, phạt tiền 171 triệu đồng, tước 31 giấy phép lái xe. Cùng với đó, qua rà soát trên mạng xã hội và hình ảnh do người dân cung cấp, đội 4 đã tổng hợp gửi thông báo phạt nguội 12 trường hợp vi phạm. Nhiều vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên cao tốc đã xảy ra từ hành vi không tuân thủ quy định về phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn, báo hiệu khi chuyển làn, xin vượt, chạy quá tốc độ quy định. Khi để xảy ra các vụ tai nạn, lỗi do chủ quan của người điều khiển phương tiện vẫn là nguyên nhân chính. An toàn giao thông trên đường cao tốc là vấn đề cần sớm được đặt ra khi các tuyến cao tốc đang được hình thành ngày một nhiều, tạo thêm nhiều trục giao thông huyết mạch và lưu lượng phương tiện tham gia giao thông cũng ngày một lớn. Ba yếu tố hàng đầu đảm bảo an toàn giao thông trên cao tốc là ý thức, kỹ năng của lái xe, chất lượng phương tiện và hạ tầng giao thông. Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cho biết, hết năm 2023, cả nước đã hoàn thành đưa vào khai thác 20 dự án, trong đó có 9 dự án đường bộ cao tốc dài 475 km, nâng tổng chiều dài cao tốc của cả nước lên gần 1.900 km. Hiện gần 1.700 km đường cao tốc kết nối trục Bắc Nam và Đông Tây đang được thi công, tạo tiền đề để đạt và vượt mục tiêu Đại hội 13 của Đảng đặt ra là phấn đấu đến năm 2025 có khoảng 3.000 km đường cao tốc, đến năm 2030 có khoảng 5.000 km đường cao tốc. Dẫu biết rằng cao tốc là loại đường có hệ số an toàn cao nhất trong số các loại đường, tai nạn giao thông trên cao tốc chỉ chiếm khoảng 1% trong tổng số các vụ tai nạn giao thông trên toàn quốc, rất thấp so với khoảng 35% số vụ tai nạn giao thông trên quốc lộ.
Trong khi trên nhiều hành lang quan trọng, hệ thống đường cao tốc đảm nhiệm tới 80%, thậm chí 90% lưu lượng giao thông. Song chỉ một sự tùy tiện, chủ quan, sao nhãng của lái xe cũng có thể dẫn tới tai nạn thảm khốc. Trong một phỏng vấn gần đây của phóng viên, Chánh văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Hữu Minh cho rằng, do tốc độ cao, người tham gia giao thông trên cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ các quy định, chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt như bảo đảm kiến thức và kỹ năng lái xe, sức khỏe và sự tỉnh táo tập trung, tình trạng phương tiện tốt, thu thập thông tin và có kế hoạch cho chuyến đi. Những người lái mới, xe mới, tuyến đường mới càng phải hết sức thận trọng. Người tham gia giao thông phải luôn chủ động trau rèn và thực hành đúng các quy tắc giao thông, đặc biệt là quy tắc giữ khoảng cách, tuân thủ tốc độ, các quy tắc khi vượt xe, chuyển làn, chuyển hướng, thắt dây an toàn, không sử dụng điện thoại, sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em. Vi phạm quy tắc giao thông đều làm gia tăng rủi ro dẫn tới tai nạn. Theo ông Trần Hữu Minh, những người mới lái xe hoặc chưa từng lái xe trên cao tốc nên có người lái xe kinh nghiệm bổ túc tại lái trên cao tốc trước khi tự lái. Tốc độ cao là nhân tố có thể hủy diệt mọi thứ. Người lái cần chủ động giảm tốc và duy trì ở mức hợp lý, kể cả khi có thể đi nhanh hơn. Tốc độ giới hạn không có nghĩa là khuyến khích người điều khiển xe hướng tới mức tối đa. Các chuyên gia an toàn giao thông thường khuyến cáo đi thấp hơn tốc độ giới hạn, tùy theo điều kiện cụ thể, nhưng không thấp hơn tốc độ tối thiểu. Đi liền với đó là thói quen thắt dây an toàn bất cứ khi nào lên xe và tạo thói quen đó cho tất cả mọi người xung quanh. Những thói quen xấu tưởng chừng như vô hại như không thắt dây an toàn trong điều khiển giao thông đô thị ùn tắc hoặc trong đường làng có thể theo bạn lên cao tốc và lúc đó thói quen đó có thể trở thành một trong những nhân tố gây hậu quả thiệt hại lớn về người khi có va chạm, ông Minh nói. Các nghiên cứu chỉ ra rằng dây an toàn có thể giảm tới 45% chấn thương nghiêm trọng và giảm tới 75% rủi ro tử vong. Trong khi đó, tỷ lệ thắt dây an toàn tại Việt Nam hiện còn khá thấp, dưới 20%. Đặc biệt, người ngồi hàng ghế sau tỷ lệ không thắt dây an toàn rất cao. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay của chúng tôi. Rất cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới và nóng hổi nhất vào tất cả các khung giờ trong ngày. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.